Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh B Audio Sài Gòn. Ai đang xem kênh của B thì quý vị đừng quên hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông bên cạnh nữa nha quý vị. Thì quý vị liên tục update tình hình tụi mình. Và hôm nay B sẽ giới thiệu tới quý vị một cặp loa mà chúng ta có thể vừa nghe nhạc và vừa karaoke. Và cặp loa này đến từ hãng Onkyo với model là D77FX nha quý vị. Cặp loa màu gỗ rất là đẹp luôn, nó nặng lên tới 28kg trên một loa. Quý vị nhìn thấy thì nó gồm một loa bass 27, một loa mic, mic này cũng rất là lớn, mic này mic 16 nha quý vị, và một loa trip còi. Và còi này nó chất liệu bằng gang nha, không phải bằng nhựa, bằng gang. Bây giờ bị đo sơ qua chiều cao của nó xem. Nó có chiều cao là 68, chiều rộng 36, chiều sâu là 32,5. Quý vị nhìn thấy cặp loa nói chung là còn thành rất và còn nói chung là rất là vuông vức. Công suất của nó dao động từ 35 tới 200W nha quý vị. Trở kháng của nó thì 4 và 6 ohm, nó tự điều chỉnh được. Độ nhạy của nó rất là cao nên cái dòng này cũng không phải kén âm ly đâu. Độ nhạy của nó lên tới 91 dB. Và nó có loa trái và loa phải nha quý vị. Có L và R đây. Bây giờ mới quay ở phía sau cho quý vị nhìn nè. Lỗ thông hơi ở phía sau nha. Có lỗ thông hơi nha. Đây quý vị nhìn, nói chung là thông số kỹ thuật của nó đây có hết trên đây. À, công suất của nó dao động, xin lỗi nha, từ 75 lên tới 200W tối đa ha. Hôm bữa cũng có nhiều người tìm dòng nào mà vừa nghe nhạc vừa karaoke được, thì cái dòng này vừa nghe nhạc vừa karaoke. Đây là cái lưới của nó nha. Lưới của nó tem rồi còn đầy đủ, khung bằng nhựa nha quý vị. Đôi loa này phải nói là rất là đẹp, không có xấu, không bị nửa thùng gì hết nha. Đi quay rất là kỹ rồi đó, rất là kỹ. Và đôi loa Onkyo D77FX này bị bán với mức giá 12 triệu đồng. 12 triệu đồng nha quý vị. Còn bây giờ B sẽ test nhạc. Còn nếu như ai yêu thích và đang săn tìm cặp loa này thì hãy nhớ alo cho B qua số điện thoại bên góc màn hình. Xin trân trọng cảm ơn. Cho anh.
hoa đăng ngày cưới khi chiến tranh hết rồi.